Xin chào các bạn nhỏ. Ở video này cô sẽ thử tập vẽ và làm búp bê bằng giấy. Trước tiên cô đặt tờ giấy trắng theo chiều dọc. Cô vẽ khuôn mặt cho búp bê nằm ở phía bên trên cùng. Rồi vẽ hai lỗ tai hai bên. Vẽ mái tóc. Vẽ đôi mắt cho búp bê. Cô vẽ con mắt bằng một vòng tròn màu đen và hai cái đường mí mắt nối vào nhau. Thêm những cái lông mi để con mắt long lanh hơn. Vẽ con mắt còn lại cũng tương tự. Thêm lông mày. Vẽ mũi và vẽ miệng hình trái tim. Từ ngay chỗ cái cằm, cô kéo xuống hai đường để làm cái phần cổ, rồi kéo ra cái phần vai và phần cánh tay. Vẽ phần vai và phần cánh tay bên còn lại. Từ chỗ hai cánh tay, cô vẽ ra hai đường cong ra rồi cong lõm vào để tạo thành cái phần eo thật là nhỏ. Cô canh ở chính giữa cái phần ngực rồi vẽ cái phần áo, như là mặc một cái áo lót ở bên trong để khi mà mình mặc đồ vào cho nó dễ hơn. Từ cái phần eo, cô kéo hai bên hông phồng phồng ra rồi kéo thẳng xuống cái phần chân luôn. Một đường cong để làm cái phần quần. Cô canh ở chính giữa và kéo xuống hai đường cong thẳng xuống bên dưới để hoàn thành cái phần chân. Từ chỗ này cô kéo ra hai đường cong để cho búp bê mặc một cái quần đồ bơi. Vẽ những cái ngón chân. Giờ thì cô quay lại và hoàn thiện cái phần tóc cho búp bê. Cô cho búp bê có một mái tóc dài. Chỗ này cô thiếu cái phần ngón tay. Và cô đã vẽ xong một búp bê rồi. Tiếp theo là tô màu cho búp bê. Cái phần da thì cô chọn màu da này là da cam cam một chút. Rồi thêm hai cái má hồng. Tiếp theo là tô những cái phần nào không có quần áo thì tô màu da hết. Áo đồ bơi này cô chọn màu hồng nhạt nhạt để cho dễ dàng khi mặc mấy cái đồ khác vào sẽ không bị thấy. Màu tóc thì cô chọn màu nâu ánh đồng. Thế là cũng đã tô màu xong rồi. Bây giờ thì cô cắt cái hình búp bê này ra. Và cô đã được một cô búp bê rồi nè. Bây giờ thì cô sẽ thiết kế thêm quần áo cho búp bê. Cô lấy một tờ giấy trắng khác và đặt lên để nhìn thấy mờ mờ cái phần ở bên dưới á. Cô đo làm sao cho cái người búp bê cho nó sát sát vào thì quần áo nó sẽ vừa hơn. Chiếc váy này cô sẽ thiết kế cho búp bê một chiếc váy đầm dạ hội chéo vai. Và có thêm một bông hoa ở bên trên phần vai nữa. Cô cho chiếc đầm này màu hồng. Màu hồng nhạt cho cái viền áo và cái viền ở bên trong của bông hoa. Bên ngoài là màu hồng đậm luôn. Giờ thì dùng kéo và cắt nó ra thôi. Cô cắt nó rời ra như thế này. Bây giờ thì cô gắn cái bông hoa lên cái phần vai này là cô được một chiếc váy đầm dạ hội. Ngoài đầm dạ hội ra, cô thiết kế thêm cho búp bê thêm mấy bộ đồ nữa. Và đây là một chiếc áo thun. Cho áo thun này dạng ngắn luôn. Tiếp theo là thiết kế thêm một chiếc váy đầm chữ A. Cái tà này là tà chéo đi. Thêm mấy cái nút ở đây nữa.
Rồi thêm một cái quần dài nữa. Cho cái quần này là quần jean đi. Thêm một chiếc quần short. Vẽ đôi giày cho búp bê nữa. Giày này là giày cao gót. Thêm một đôi giày này giống là giày thể thao đi. Cô nghĩ hôm nay chừng này là được rồi đó. Bây giờ thì tô màu cho những cái quần áo này thôi. Chiếc áo thun này cô cho màu vàng. Váy chữ A màu xanh lá đậm. Đôi giày cao gót màu đen, những cái nút màu đen. Đôi giày này màu xám viền cam. Quần đùi màu nâu. Quần dài màu xanh dương đậm. Bởi vì lát nữa cô sẽ cắt những cái bộ quần áo này ra, cho nên là mình có thể tô lem ra bên ngoài luôn cũng được nhé. Giờ thì cắt những cái bộ này ra thôi nào. Và cô đã thiết kế xong những cái bộ quần áo cho búp bê. Giờ thì cùng đến với bộ sưu tập của cô và mình mặc đồ cho búp bê nhé. Cho búp bê mặc áo red top và váy chữ A màu xanh lá. Rồi thêm những cái phụ kiện nữa. Đó là cái cài tóc nè. Cô cho búp bê đi đôi giày cao gót hoặc là giày thể thao. Ở đây cô cho búp bê đi giày thể thao đi. Trái tim này cô có thể gắn lên để làm cái điểm nhấn cho cái cài, hoặc là gắn ở cái chỗ cái phần áo. Cô còn có làm thêm một đôi bông tai nữa nha. Đôi bông tai này mặc váy đầm dạ hội chắc là hợp hơn. Hay là thay thử đôi giày cao gót xem có hợp không nhé. Và bộ sưu tập búp bê của cô dừng lại ở đây thôi. Các bạn nhớ đăng ký và like để theo dõi bộ sưu tập tiếp theo của cô nhé.